Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 252 của truyện Thiên đạo đối thư quán, mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 2041-2042, Tổ sư tới. truyền thế độc điển. Bạch Đình và Hải Minh Kim rất hoàng sợ. Nghe nói vật này chính là do tổ sư khai phái tự tay viết, cả đôi nghiên cứu bí pháp dùng độc, ghi chép bên trên là độc sư muốn lấy được nhất. Nhưng chỉ là kèm theo tổ sư đi về cõi tiên đã sớm biến mất rồi. Sau khi tổ sư chết, liên tiếp kế nhiệm không ít điện chủ, nhưng mà chỉ bất quá đều bởi vì không được truyền thừa, khó có thể phục chúng, dẫn tới độc điện lại càng thêm hỗn loạn vốn lại còn tưởng rằng thứ này đã có thể khó tìm, không nghĩ tới hữu hộ pháp thẩm khuyết, hắn đã tìm ra. Đúng như vậy đó, đã có thứ này, hoàn toàn chính xác có thể danh chính ngôn thuận kế vị, không ai dám nói gì. Nhưng chỉ là... Thôi được rồi, không nói những lời này nữa, gặp được sư phụ, tự nhiên người sẽ rõ ràng thôi. Vẫn còn muốn nói điều gì, Nguyên Lăng dừng lại một chút, hắn nuốt trở vào, lại vẫy vẫy tay, bay về phía trước. Hai người lại đi theo sát phía sau. Đều là cường giả vượt qua thánh vực tứ trọng, tốc độ rất nhanh. Không bao nhiêu lâu sau đã đi tới một phủ đệ rất rộng lớn. Nguyên lăng dẫn đường, vừa đi vào bên trong đại điện mà năm đó lão sư giảng bài, lại chợt nghe một hồi tiếng cãi vã vang lên. Hắn đây là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, dựa vào cái gì mà muốn lão sư tới chứ, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn đây. quả thực khinh người quá đáng mà, chúng ta không thể nào ngồi chơi chết được. Hắn nói là truyền thế độc điển chính là bởi vì truyền thế độc điển đó. Dù sao, ai lại cũng chẳng có cách nào có thể xác nhận được. Ta nhớ được năm đó, hắn cùng với lão sư không hợp nhau. Chỉ sợ lại cố ý nói như vậy thôi, là muốn diệt trừ đối lập, thành công mà kế vị. Bản thân hữu hộ pháp liền bụng dạ hẹp hòi. Lần này đã có dựa vào lớn như vậy rồi, khẳng định hắn sẽ ra tay. Đi vào bên trong gian phòng, lập tức chứng kiến hơn 10 độc sư đứng trong đó. Từng người một trong lòng đầy sự căm phẫn bạch đình lại nhìn sang đúng là các vị sư huynh sư đệ trước kia của mình hầu như tất cả đều đã tới độc sư bát tinh bên trong đại sảnh ngồi một lão giả một thân áo tờ trắng khi tức yên lặng như giếng hồ hấp như có như không dường như lại không tồn tại hải minh kim lại dùng thần thức lặng lẽ dò xét sau đó lại hoảng sợ thần thức cảm ứng trước mắt không có vật gì cái gì lại cũng không thể nào phát hiện ra mạnh quá đồng tử hắn co rút Thực lực của vị trước mắt này đã vượt ra xa khỏi khả năng suy nghĩ, đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Cấp bậc như hắn, căn bản không phải là cách nào có thể cảm thấy được. Gặp phải cường giả cái loại đó, đối phương không thể nào không cần động thủ với người mà chỉ cần đúng một ý niệm thôi, hắn chắc chắn hồn phi phách tán, không thể nào chống chọi được một chiêu. Chứ nói chỉ là phải dùng độc. Đáng sợ thật đó. Lão sư, Bạch Đình Sư Đệ đã tới rồi. Nguyên Lăng để ý mọi người cãi lộn, rồi lại tiến về phía trước một bước. Được rồi. Lão già gật đầu, lại nhìn qua. Trải qua sự kiện đó, người đã chán nản. Ta lại còn cho rằng không cách nào có thể đột phá. Nhưng không nghĩ tới, người đã trở thành độc sư bát tình. Cũng không uổng công ta một phen dạy bảo. Lão sư. Hốc mắt đỏ bừng, Bạch Đình lại tiến về phía trước một bước rồi quỳ xuống. Rồi khởi tổng bộ thời gian rất lâu, một mực không mặt mũi nào mà tới, chính là bởi vì gặp được sư phụ, cái loại cảm tình này rốt cục lại kìm nén không được. Thôi được rồi, đã là độc sư bát tình, không nên giống như là một nữ nhi. Lão già lại cười cười. Bạch Đình nghe vậy gật đầu đứng dậy, nghi hoặc lại ngẩng đầu nhìn qua. Lão sư, vừa rồi chư vị sư huynh đệ đã nói muốn lão sư tới là có ý tứ gì? Trong lòng mọi người lại đầy sự căm phẫn, khẳng định không phải là một chuyện tốt. Ai, không phải là đại sự gì đâu. Nếu như trở về, liền an tâm khảo hạch đi khảo hạch cho xong xuôi rồi hắn trở về độc điển đã không phải là đối phương an ổn như trước kia nữa sau này chỉ sợ khó tránh khỏi gió bão khó có thể trốn được bao xa lão già lại khoát tay áo thở dài điều này bạch đình nhíu mày không hiểu gì lão sư của hắn là một trong tứ đại tôn giả vừa mới mở miệng lại uể oải như vậy rồi vậy đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì dựa theo tình huống bình thường thẩm khuyết đạt được truyền thế độc điển trở thành tân nhiệm điện chủ không phải là một sự tình đáng giá chúc mừng sao? Sự tình thầm hộ pháp đã nhận được truyền thế độc điển, muốn kế vị điện chủ, chắc chắn người cũng nên biết. Thầy hắn vẫn không hiểu một độc sư bát tinh lại đi vào trước mặt. Vâng. Bạc Đình gật đầu lắng nghe. Chuyện này hắn cũng đã nghe loáng thoáng nguyên lang độc sư nói qua. Truyền thế độc điển là tổ sư khai phái lưu lại, lại có chứa kịch độc muốn mở nó ra nhất định phải lấy phương thức nhân mạng nuôi nấng mới có thể hoàn thành thẩm hộ pháp để cho lão sư đi làm cái chuyện này độc sư bát tinh lại nghiến răng đồng tử của bạch đình lại co rút độc sư có vô số người ưa thích dùng kịch độc mà phong ân bí tịch muốn phá vỡ cần phải có được bản lĩnh giải độc đối ứng nếu như không có cũng chỉ có thể lấy mạng mà tới lấp thôi nói cách khác tìm ra được người hấp thu kịch độc phía trên một cái không đủ hai cái hai người vẫn chưa đủ ba cái nhân số nhiều, số lượng độc lại có hạn, tổng thể sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Đây cũng chính là nhân mạng nuôi nấng. Nhân mạng nuôi nấng cực kỳ tàn khốc, cũng lại cực kỳ quỷ dị, lại có thể nói rằng bỏ qua tôn nghiêm của sinh mệnh. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, độc sư mới bị định nghĩa là tà ma ngoại đạo, bị chức nghiệp chính phái rất khinh thường. Tại sao lại là lão sư chứ? Bạch Đình lại nghiến rằng, lão sư của hắn là một trong tứ đại tôn giả cao quý, Vậy dựa vào cái gì mà để cho hắn đi làm cái loại sự tình như vậy được? Năm đó, lão sư cùng với Thẩm hộ pháp đã từng có va chạm, mà kịch độc ở trên truyền thế độc điển thực sự lại quá cường đại rồi. Người bình thường ngay cả tới gần cũng lại làm không có được, muốn tiêu trừ độc tính chỉ có đúng độc sư cửu tinh. Nguyên nhân cũng chính là bởi vì như vậy, hắn lại cố ý cầm lão sư của chúng ta khai đao, xác lập uy phong, vẫn còn không có kế vị, liền đã muốn để cho tất cả mọi người của độc điển biết rõ sự lợi hại của hắn rồi. Chuyện này Vị độc sư này cũng nghiến rằng Nhân mạng nuôi nấng lại có thể tiêu trừ độc tính Cũng lại phải nhìn về thực lực Nếu như mà thực lực không đủ Coi như là sông tới một vạn người Hai vạn người cũng lại chẳng có bất cứ tác dụng gì Truyền thế độc điển Chính là tổ sư khai phái lưu lại Cho nên kịch độc phía trên chỉ có đa tới độc sư cửu tinh Mới có thể phá giải được Đổi lại là những người khác Lên nhiều hơn nữa cũng lại chẳng có tác dụng gì Nếu như hắn quan báo tư thù Vậy lão sư hoàn toàn có thể không cần phải đáp ứng mà. Bạch Đình vội vã mở miệng, tràn đầy sự sốt ruột. Là có thể không được cần đáp ứng, nhưng mà hắn lại lấy danh nghĩa đại nghĩa áp chế. Lấy danh nghĩa đại nghĩa sao? Đúng rồi đó, hắn hứa hẹn với hết thầy độc sư, chỉ cần mở ra được truyền thế độc điển, chọn nội dung có thể học tập bên trong truyền thụ hết ra, để cho thực lực chỉnh thể của độc điện bạo tăng. Coi như đây có là áp chế đi nữa, trực tiếp đưa lão sư vào trong tuyệt lộ rồi. Hiện tại, toàn bộ độc sư bên trong tổng bộ đều sẽ đi tới nơi này. Trên danh nghĩa là muốn quan sát kế vị đại điển, nhưng mà trên thực tế là có không ít người đang giám thị, sợ lão sư đào tẩu. Vị độc sư bát tinh này bực mình, ánh mắt lại đỏ bừng. Hỗn loạn nhận thức trung thần, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Đám độc sư bình thường cũng là do lão sư mình tốt, thậm chí liên tục nịnh bợ. Hiện tại từng người một có thể trốn bao xa thì trốn, chỉ còn lại bọn hắn thủ hộ chỗ này. Bạch Đình lại siết chặt nắm đấm, hoàn toàn chính xác lấy điều kiện này dụ dỗ độc sư khác lão sư liền đã biến thành người hy sinh không hy sinh mà nói ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích được rồi chuyện này ta đã có quyết định chờ sau khi ta chết các người cũng đừng tới nơi này nữa lại có thể trốn được bao xa vậy thì hãy trốn đi miễn cho đứt gãy truyền thừa ngắt người vị độc sư này nói lão già lại khóa tay áo hắn còn sống không ai dám làm sao một khi đã chết rồi, vậy những vị đệ tử này, 89 phần 10 sẽ bị tàn sát cho sạch sẽ. Độc điện không giống với danh sư đường chú ý quy củ, hết thể dựa vào thực lực. Nếu như ngươi không có thực lực, chắc chắn sẽ bị giết. Lão sư Nghe hắn nói như vậy, mọi người rất đau thương. Hốc mắt của Nguyên Lăng lại phiếm hồng, không biết nói gì cho đúng, lại chợt nghe Bạc Đình lên tiếng. Kỳ thực, lão sư, người lại không cần phải hy sinh đâu. Thầm hộ pháp, muốn làm điện chủ cũng không có dễ dàng như vậy được. Người nói sao? Nghe hắn nói như vậy, mọi người đồng loạt quay đầu, ngay cả lão giả cũng lại nhịn không được nhăn mày. Bạch sư đệ, cớ gì lại nói ra những lời đó? Nguyên lăng nói. Cũng là không có gì đâu. Đổi lại là trước kia, vị thẩm hộ pháp này tìm ra được truyền thế độc điển, hoàn toàn chính xác, hắn có thể trở thành điện chủ, không ai dám nói gì. Nhưng bây giờ chỉ sợ không làm được như thế cười nhạt, Bạch Đình lộ ra vẻ tự tin. Có được truyền thế độc điển rồi cũng không thể nào làm điện chủ sao? Cái này làm sao có thể chứ? Nguyên Lăng cũng sững sờ. Những người khác cũng lại tràn đầy sự mê hoặc không thể nào tin nổi. Truyền thế độc điển là cái gì? Là vật mà tổ sư khai phái lưu lại, cũng giống như là xuân thu đại điển của khổng sư thuộc về bảo vật trí cao vô thượng. Chỉ cần tìm ra, vậy chẳng khác nào nắm giữ đại nghĩa lại có thể được hết thời độc sư nhận thức, Đừng có mà nói trở thành điện chủ, coi như là để cho người ta tự sát, cũng lại chẳng có biện pháp nào. Lão sư của bọn hắn hiện tại là bị cái loại này bức bách đó. Nhưng đối phương lại còn nói, cái này cũng không thể nào biến thành điện chủ được, vậy phải làm sao mới có tư cách? Đúng rồi đó, vậy đến tôi cũng đã xảy ra chuyện gì? Truyền thế độc điển là tổ sư khai phái lưu lại bảo vật là vô thượng. Nếu như người đạt được thứ này, vậy chẳng khác nào đã nhận được quyền lên tiếng rồi. Vị độc sư Bát Tinh vừa nãy lại nhìn không được lắc đầu. Ngươi lại muốn cho hắn không làm điện chủ cũng được, trừ phi ngươi phải mời được tổ sư khai phái tới. Lục Huynh đây nói không sai. Ta xác thực đã mời được tổ sư khai phái tới. Bạch Đình lại cười. Ngươi nói sao? Tổ sư khai phái? Bạch Sư Đệ à, vậy chẳng lẽ ngươi lại nói đùa chúng ta? Tổ sư khai phái sớm đã đi về cõi tiên vài vạn năm nay rồi. Chỗ nào mà tìm chứ? Ngươi... Chuyện này không có vui chút nào Mọi người vốn đang sững sờ Sau đó tất cả lại lắc đầu Nếu như mà nói đã tìm ra được bảo vật của tổ sư Bọn hắn rất tin tưởng Nhưng tìm ra được tổ sư sao Đây không phải là người nằm mơ Đúng là tổ sư đó Nàng ấy chỉ còn một đạo tàn hồn thôi Bám vào trên thân nữ hài này Bạch Đình lại chỉ về phía sau ngay lúc này mọi người phát hiện ra Nữ hài mà hắn dùng chân khí bao lấy Nhẹ nhàng buông ra rút lui chân khí độc khí bên trong cơ thể của ngụy như yên lập tức tản mạn để cho mọi người kìm lòng không được phải lùi hết về phía sau đây là tiên thiên độc thể sao mọi người vẫn còn không kịp phản ứng lầm ràng biến sắc không thể nào tin nổi tiên thiên độc thể là bảo thể tu luyện độc sư vô thượng từ sau khi tổ sư rời đi toàn bộ độc điện vài vạn năm qua cũng lại chưa có xuất hiện còn nằm mơ cũng không nghĩ tới xuất hiện tại nơi này vâng không riêng gì tiên thiên độc thể còn là độc hồn thể nữa. Bạch Đình gật đầu. Điều này... Thân thể của Lâm Giang Hải lại run lên. Vậy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao nữ hài này lại cứ ngủ mê không tỉnh? À, chính là như thế này. Bạch Đình nói ra sự tình như thế nào mà gặp được tổ sư khai phái, như thế nào mà đáp ứng đối phương, mang nữ hài kỹ càng nói ra một lần. Ngươi đây là nói, nữ hài này chính là linh hồn của tổ sư khai phái phụ thể sao? Vậy hiện tại chỉ là không có chịu nổi độc hồn thể mang tới áp lực, đã lâm vào bên trong hôn mê. Thân thể của Lâm Giang Hải cứng đờ, không thể nào tin nổi. Đúng rồi đó. Nếu như không tin, người có thể nhìn xem viên thuốc mà nàng ấy cho chúng ta đây. Cổ tay khẽ đảo, Bạch Đình lấy ra một bình ngọc. Nhẹ nhàng cười, cổ tay Bạch Đình lại khẽ đảo, đưa tới một viên giải độc đan mà tổ sư đưa cho. Hết chương. Chương 2043, 2044, Tổ sư Tha mạng, phần thượng. Trên đường đi, hắn đã sử dụng tới mấy lần, giờ phút này trong bình ngọc chỉ còn lại đúng một viên dược hoàn thôi. Đây chính là đan dược cố bản bồi nguyên. Nhìn thoáng qua, Lâm Giang Hải nhíu mày. Thân là độc sư, đối với dược tính của dược vật cực kỳ hiểu rõ, đan dược trước mắt này xem xét liền biết chỉ là một loại dược vật cố bản bồi nguyên rất bình thường, không có bất cứ chỗ nào đặc thù. Ban đầu, ta lại cũng cho rằng chỉ là dược vật cố bản bồi nguyên rất bình thường, nhưng mà trải qua tổ sư luyện chế lại một lần, dĩ nhiên là thánh dược giải độc lại có thể giải được vạn độc đó. Bạch Đình gật đầu, Lâm Giang Hải lại nhíu mày. Hắn được xưng là vạn độc tôn giả, có thể thấy được dùng độc rất mạnh, chủng loại thì nhiều, làm cho người ta hoa mắt, nghẹn họng nhìn chăn chối. Đan dược trước mắt lại còn được xưng là giải vạn độc sao? Vậy chẳng phải đây là khắc tinh của hắn? Thần thức lan tràn, trong chớp mắt đã xem xét tột cùng càng xem lại càng cảm thấy kỳ quái lấy ánh mắt cùng với lý giải dược vật của hắn đan dược này không có bất cứ một sự đặc thù gì cùng với đan dược bán ở trên thị trường đâu có khác nhau đâu đừng có mà nói là hắn coi như là thánh vực ngũ trọng ăn tới ba cân cũng lại chưa chắc có hiệu quả được xưng là giải vạn độc sao không khỏi là nói ngoa hắn là độc sư cửu tình toàn bộ cái đại lục này tôn giả dùng độc là cao nhất cũng lại không nhìn ra được cái đặc thù gì nếu như không phải là bạch đình nói những lời thề son sắt vậy khẳng định đã sớm ném hết vào trong cống rồi Thuốc này thực sự lại có hiệu quả giải độc sao? Nhìn không được, hắn lại nhìn qua. Nếu như lão sư không tin, ta có thể ngay tại chỗ đưa cho người thí nghiệm. Bạch Đình nhẹ nhàng cười, xoay đầu lại. Nguyên lăng sư huynh, vậy không biết người có mang theo yên vân tán hay không? Ta là có. Nguyên lăng gật đầu, lòng bàn tay lại nhiều ra một bình ngọc làm độc dược lợi hại nhất hắn nghiên cứu chế tạo ra vậy tự nhiên vẫn luôn luôn phải tùy thân mang theo rồi chuẩn bị bất cứ một tình huống xấu nào. Hải độc sư khả năng còn phải phiền toái người một phen rồi. Tiếp nhận bình ngọc bạch đừng nói. Bạch độc sư không cần phải khách khí như vậy đâu, có việc gì cứ nói đi đừng ngại. Hải kim minh lại đi tới kỳ thực là cũng lại không có gì phiền toái người ăn viên yên vân tán này đi cổ tay bạch đình lại run lên ném độc dược tới khóe miệng của hải kim minh lại co lại thế mà còn tưởng rằng người nói là chuyện gì không nghĩ tới bạch độc sư tính toán để cho hắn lấy thân thử độc nghiệm thuốc giải độc biện pháp hữu hiệu nhất không phải là nghiên cứu thành phần mà là thử độc như vậy trực tiếp nhất càng hữu hiệu nhất nhưng mà chỉ là người tìm thử đan thú vậy là được rồi tại sao lại phải lôi đầu ta ra vậy vậy được rồi Mặc dù có một chút không tình nguyện lắm, nhưng mà nghĩ tới đàn dược của tổ sư rất thần kỳ, lại còn tràn đầy tự tin, vẹt nắp bình, ăn luôn yên vân tán. Vừa mới xong thuốc, sắc mặt lập tức lại trở nên ngâm đen, cả người hắn lại nhịn không được ho ra một ngụm máu lớn. Chứng kiến hắn như vậy, mọi người ở đây lại nhăn mày. Mọi người thấp nhất đều là độc sư bát tinh, nhãn lực siêu quần, tự nhiên có thể thấy được vị trước mắt này thực sự là trúng độc rồi, nhưng không phải là ngụy trang. Người ăn đi biết uy lực của yên vân tán rất khủng khiếp bạch đình lại không dám do dự đưa giải độc đan ở trong tay tới hải minh kim lại vội vã nuốt vào vừa dùng không bao nhiêu lâu sắc mặt ngăm đen lập tức biến hóa chỉ bất quá tự hồ vẫn còn không có triệt để giải độc một nửa là màu đen một nửa là màu trắng giống như là cái mặt hoa <laughs> bạch độc sư người còn có đan dược nữa hay không cho ta ăn thêm một viên nữa đi vừa rồi ta lại giống như là ăn yên vân tán hơi có nhiều nhưng bây giờ chưa có triệt để giải xong được. Hồ hấp bắt đầu đều đoạn lại, nhưng mà độc tính tạm thời không thể ổn định. Hải Minh Kim vẫn lúng túng nói. Những cái đàn dược cố bản bồi nguyên này, dược liệu là có hạn thôi. Dung nạp thiên đạo chân khí có giới hạn, dù rằng có thể giải độc, nhưng mà cấp bậc của Yên Vân Tán thực sự là quá cao. Một viên căn bản là không đủ để cho hắn hoàn toàn giải hết, chỉ giải được một nửa. Xin lỗi người, đây lại là viên cuối cùng của ta rồi. Khóe miệng Bạch Đình lại co rút, Hả? Vừa rồi, ở trên đường, người, người đã ăn xong sao? Thân thể Hải Minh kìm thoáng một cái, thiếu một chút nữa thì khóc giống. Chỉ là thí nghiệm đan dược cho mọi người thấy thôi. Kết quả, người bị chơi đùa thành cái bộ dạng này, người có cần phải thảm như thế hay không? Ta đây cả đời chọc phải ai chứ? Cái này... Bạch Đình lại lúng túng, lồng mi nhảy loạn. Vốn lại còn nghĩ rằng tới đây, cầm thánh dược giải độc cho tổ sư, biết biểu hiện ra cho mọi người thấy, nhưng mà ai ngờ đàn dược này không có đủ Không cần phải thử nữa đâu Đây thực sự là thánh dược giải độc Hai người bất đắc dĩ Lâm Giang Hải lại khóa tay áo Nguyên Lăng Người giúp hắn giải độc đi Vâng Nguyên Lăng đi tới Bàn tay ở trên thân Hải Minh Kim lại nhẹ nhàng phất qua một cái Người sau lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm Mặt hoa như là tẩy trang Khôi phục lại như lúc ban đầu đã có thể làm cho được đan dược cố bản bồi nguyên, luyện chế thành thánh dược giải độc, ngay cả Yên Vân Tán vẫn có thể giải được một chút. Thủ đoạn này, quả thực ai nghe cũng phải giận người đó. Không để ý tới Hải Minh Kim, Lâm Giang Hải lại đứng dậy, đi vào trước mặt Ngụy Như Yên, chăn đầy vẻ không thể nào tin. Muốn nói khi trước hắn có thể có điều hoài nghi, nhưng mà giờ phút này cơ hồ là trăm phần trăm đã xác định rồi tiên thiên độc thể tiên thiên độc hồn thể lại không nói nữa chỉ là nói về đan dược vừa rồi kia thần thức hắn đã đảo qua không có phát hiện ra bất luận là sự đặc thù nào kết quả lại có hiệu quả giải được độc không thể nào thật hơn hơn nữa ngay cả yên vân tán vẫn có thể hóa giải cái này hơi có một chút kinh khủng yên lăng nghiên cứu ra độc dược đó hắn đã chuyên môn xem xét qua thánh vực bát trọng cũng lại vẫn có thể nhẹ nhõm mà độc sát một viên đan dược nho nhỏ đã có thể giải hết không có bất cứ di chứng gì loại thủ đoạn này quả thực thần hồ kỳ kỹ khiến cho người ta xem như vậy là quá đủ rồi. Ngay cả chính hắn cũng khó có thể lý giải ra. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ sư khai phái chính thức mới có thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy thôi. Vậy, lão sư, người đây là đã tin tưởng rồi sao? Ánh mắt của Bạch Đình lại sáng rực. Ừ, ngoại trừ tổ sư, ta lại thực sự nghĩ không có ra. Người phước nào có thể có loại năng lực như vậy được? Lâm Giang Hải gật đầu rồi lại nhẹ nhàng cười cười, đi thôi, đi tham gia kế vị đại điển. Thẩm khuyết muốn ta chết sao? Vậy ta lại cũng muốn nhìn xem, kẻ nào có thể cười đến cuối cùng. Ánh mắt của Lâm Giang Hải hơi nheo lại một chút. Đã có thể sống sót bên trong tổng bộ độc điện, hơn nữa đứng ở vị trí gần cao nhất, hắn tự nhiên không phải là một người hiền lành. Vậy cũng được. Thấy lão sư lần nữa, lòng tin 10 phần, tất cả mọi người lại siết chặt nắm đấm, theo phía sau đi ra bên ngoài. Kế vị đại điển ngay ở trên quảng trường cách phủ đệ không xa, toàn bộ tổng bộ không biết là bao nhiêu người đều tới trong ba vòng ngoài ba vòng rậm rạp chẳng chịt liếc mắt nhìn không thấy được điểm cuối trên đài cao trung tâm có một quyển sách lơ lửng trên không chói dọi chiếu sáng phía dưới đứng một độc sư mặc trường bào màu đen tản mắt ra khí tức kinh người lâm tôn giả người rốt cục đã tới rồi thấy mọi người bay tới độc sư áo đen nhẹ nhàng cười lên tiếng vang vọng toàn bộ quảng trường người đã đồng ý lấy nhân mạng nuôi nấm Vậy thì bắt đầu đây. Mở ra truyền thế độc điển. Ta sẽ truyền thụ nội dung bên trong cho mọi người tại kế vị này. Như vậy vẫn có thể danh chính ngôn thuận rồi. Lâm tôn giả. Thân là một trong tứ đại tôn giả. Hưởng thụ lấy độc điện cung phụng rất nhiều năm như vậy. Người cũng nên làm ra một sự hy sinh. Đúng rồi đó. Hy sinh một người thành toàn rất nhiều độc sư. Để cho độc điện của chúng ta lại càng cường đại hơn. Chắc chắn đó là một chuyện tốt. Người cứ yên tâm đi Người sẽ được ghi tên vào trong sự sách Phía đài cao lại có thêm hai người nữa nói lên Đúng là hai kẻ khác bên trong tứ đại tôn giả <laughs> thẩm khuyết Vương tôn giả Hà tôn giả Hiện tại khi mà ta tới đây Không phải là tới để mà đút dưỡng cho truyền thế độc điển Mà chính là Muốn một lần nữa thảo luận người làm điện chủ là ai không để ý tới mấy người này nói lâm giang hải lạnh lùng cười thân thể thoáng một cái hắn rơi xuống trên đài cao người nói sao một lần nữa thảo luận người chọn lựa lâm tôn giả người chẳng lẽ đã hồ đồ rồi sao thẩm hộ pháp đã được truyền thế độc điển danh chính ngôn thuận thế nào chứ vậy chẳng lẽ người lại còn có thể tìm ra một quyền truyền thế độc điển khác sao vương tôn giả lại cười lạnh truyền thế độc điển chính là bảo vật quan trọng nhất của độc điện chúng ta thẩm hộ pháp đã tìm ra được đã chiếm cứ vị trí cao cao vô thượng thế nào chứ ngươi lại không tin phục thẩm hộ pháp hay là không phục tổ sư khai phái đây hà tôn giả lại nói hai người này đã sớm cùng với thẩm hộ pháp đứng ở mặt trận thống nhất trong lời nói lại tràn đầy sự trâm chọc và khinh thường các người cũng không cần phải cầm đại nghĩa tới mà dọa ta nếu như mà ta dám tới nơi này rồi một lần nữa thảo luận người lựa chọn làm điện chủ vậy tự nhiên ta phải có sự chuẩn bị kỹ càng Lâm Giang Hải lại hất lên ống tay áo. Tuy rằng ta không tìm ra được truyền thế độc điện khác, nhưng mà ta đã tìm ra được tổ sư khai phái. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cho mời tổ sư. Đám người nguyên lăng, Bạch Đình lập tức dẫn theo ngụy Như Yên bay tới, lại nhẹ nhàng đặt nàng ở trên đài. Đây là tổ sư khai phái sao? <laughs> người đây là có ý tứ gì? Dưới đài là một hồi xôn xao, hết thảy độc sư lại hai mắt nhìn nhau, không biết đến tổ cùng đang xảy ra chuyện gì. Đây mà là tổ sư. Thẩm khuyết và hai vị tôn giả khác cũng lại nhíu mày. Đúng như vậy đó, vị này chính là tổ sư khai phái của chúng ta. Hồn phách của nàng ấy vẫn còn sống cho tới bây giờ. Một lần nữa, phụ thể chết người một tiên thiên độc thể, tùy thời vẫn có thể sống lại. Lần nữa, thống lĩnh chúng ta đi tới huy hoàng lâm giang hải vùng cao tay áo lại chỉ hướng về phía ngụy như yên nàng ấy là tổ sư khai phái sao người lại nói đùa rồi mấy vạn năm trước tổ sư đã kinh đi về cõi tiên tại sao là một nữ hài mười mấy tuổi như thế được mọi người sững sờ sau đó lại xôn xao thẩm khuyết cũng lại cười nhạo <cười> lâm tôn giả ta xem ngươi là bởi vì sợ độc điện cống hiến ngươi đã mất đi lý trí rồi tùy tiện tìm ra một người chính là tổ sư khai phái sao Vậy tại sao người lại không nói hắn là khổng sư luôn đi? Phải rồi đó. Mọi người dưới đài cũng lại cười cười lắc đầu. Cái vị vạn độc tôn giả này bình thường rất là đáng tin cậy. Nhưng mà tại sao lần này lại lỗ mãng như thế chứ? Một cái tên già hỏa hôn mê bất tỉnh, người nói đây là tổ sư khai phái sao? Lại đùa chúng ta hừ, <laughs> Càn dỡ. Lâm Thanh Hải nhướng mày quát. Thầm khuyết, người thân là độc sư cửu tinh. Người sẽ không ngay cả tiên thiên độc thể cũng lại nhận không ra chứ. Người nói sao? Tiên thiên độc thể? Nữ hài này chính là tiên thiên độc thể sao? Một hồi xôn xao, thẩm quyết cũng xứng sờ. Vội vã nhìn sang, quả nhiên để cho hắn nhìn ra không đúng. Trong ánh mắt lóe sáng hàn mang. Tiên thiên độc thể là một loại thể chất cực kỳ đặc thù. Vài vạn năm tới cũng chỉ có đúng tổ sư khai phái của chúng ta xuất hiện qua. Chúng ta ở chỗ này cũng lại chưa có gặp qua. Người lại tùy tiện tìm một nữ hài nói là cái loại thể chất đó sao? Làm sao ngươi có chứng cứ? Hơn nữa, coi như là cái loại thể chất đó thật, cùng với tổ sư khai phái, chắc chắn là có quan hệ sao? Hất ống tay áo, thẩm khuyết lạnh lùng cười. Vì không cho ta làm điện chủ, mà để cho quyền lợi của ngươi không có bị ảnh hưởng thêm. Cái gia hộ này của ngươi kéo có một chút hơi căng. Kéo gia hộ sao? Đúng rồi, đúng rồi, chắc là có khả năng đó. Tiền thiên độc thể, ai cũng lại chưa thấy qua, Ngươi cứ tùy tiện tìm một người mà nói ra điều đó Thì nào có sự trùng hợp như thế chứ Quả nhiên thẩm khuyết vừa nói xong Dưới đại lập tức có những tiếng náo động xôn xao Khi trước mọi người vẫn có một chút kỳ quái Nhưng bây giờ trong lòng tràn đầy sự hoài nghi Hết chương Chương 2045-2046 Tổ sư tha mạng Phần hạ Tuy rằng nữ hài này ở trên đài thể chất có một chút giống với tiên thiên độc thể, nhưng mà cái loại thể chất này ai cũng lại chưa từng thấy qua. Thật giả, không thể nào điều tra ra được. Bên này thẩm hộ pháp tìm ra được truyền thế độc điển và hắn đã tìm ra được tiên thiên độc thể, lại còn được xưng là tổ sư khai phái. Nói cho ai nghe thì ai nấy cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin, có một chút ý tứ đối trọi gay gắt. <laughs> tiên thiên độc thể cũng được xưng là tai họa thể. Một khi mà không quản thúc sẽ không tự chủ được, phóng thích ra kịch độc. Về chuyện này không cần ta phải nói, chắc hẳn ở đây chư vị đều phải biết. Vì cô nương này, tuy rằng đã hôn mê, nhưng mà cái loại kịch độc đó vẫn đang không ngừng phóng thích. Nếu như mà thẩm hộ pháp không tin, người hoàn toàn có thể hấp thu những độc khí này và nhìn xem, người có thể chịu đựng được hay không. Ngay cả độc sư Cửu Tinh như người cũng không thể nào chịu nổi mà nói. Vậy thì chỉ sợ rằng, không cần phải nói, người cũng biết đó là thật đây lâm giang hải lại nhẹ nhàng cười cười tuy rằng không có đan dược làm vật chứng nhưng mà độc khí ở trên thân nữ hải trước mắt này thì chính là minh chứng tốt nhất từ nhục thân của linh hồn tỏa ra bên trong một đoạn thời gian ngắn không coi vào đâu nhưng mà hấp thu khá hơn độc sư cửu tinh chỉ sợ cũng khó có thể chống chọi có thể tàn mát ra được cái loại lực lượng đó không phải là giả vẫn có thể làm được điều này thẩm khuyết hơi sững sờ Lấy nhãn lực và kiến thức của hắn, tự nhiên vẫn có thể nhìn ra được nữ hài này đến tục cùng có phải là tiên thiên độc thể thật hay không. Nhưng mà bất quá, đại vị đã ở ngay trước mặt, lập tức lại có thể trở thành điện chủ, một khi người thừa nhận vô cùng có khả năng rơi vào trong tay những người khác. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Người đã làm ra tiên thiên độc thể, vậy tự nhiên phải ngụy trang giống rồi. Sớm chuẩn bị xong kịch độc, một khi mà thầm hộ pháp hấp thu, vô cùng có khả năng sẽ trúng kế của người. Cái loại thủ đoạn này, người không cần phải lấy ra đâu. Vương tôn giả bên cạnh lại cười nhạo. Đúng như vậy đó. Người khác thì không biết. Ta đây là biết rõ. Người không muốn chết thì cứ việc nói thẳng. Buồn cười. Khi trước là còn đại nghĩa lăng thiên. Độc điện thực sự là nhìn nhầm ngươi. Hà tôn giả lại cười lạnh. Các người cũng không cần phải cố ý nói sang chuyện khác. Đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Tiên thiên độc thể. Nếu như mà dễ dàng ngụy trang như thế. Vậy độc điện của chúng ta cũng lại không sụp đổ quá nhiều năm như vậy được. Lâm Giang Hải lại khoát tay, Vị này đến cuối cùng có phải hay không? Chúng ta cũng hoàn toàn có thể mời tổ tiên ý niệm của các thời kỳ khác đi ra để cho bọn họ phán quyết đi. Độc điện cũng giống như là danh sư học viện, các thời kỳ cũng lại có tổ tiên giữ lại ý niệm, nếu như mà bọn họ lại không cách nào có thể xác nhận được, vậy hoàn toàn có thể mời ra. Tổ tiên ý niệm sẽ không thể nào nói dối, cũng lại chẳng có nhân tố tình cảm bên trong, hoàn toàn có thể làm ra được công chính phán quyết. Cái loại chuyện nhỏ nhặt đó còn không cần phải mời tổ tiên ý niệm ra không phải là muốn biết nàng ấy có phải là tiên thiên độc thể không hay sao? Đơn giản thôi, ta sẽ dò xét qua một chút. Trên người nàng ta có bị hạ độc hay không, chắc chắn ta biết ngay. Thẩm khuyết lại nhíu mày nhìn qua. Hắn có thể xác nhận được vị trước mắt này chính là tiên thiên độc thể. Một khi mà mời tổ tiên tới, cần phải xác nhận, coi như là chính hắn hao hết đến trăm cây ngàn đắng tìm ra được truyền thế độc điển, về chỉ sợ cái vị trí điện chủ này không hề có quan hệ gì tới hắn. Thực lực của hắn rất cường đại, nhưng mà so với tiên thiên độc thể mà nói, đúng là kém quá xa. Tiếng nói vừa kết thúc, thẩm khuyết lại thẳng tắp, nhắm tới phía ngụy Như Yên. chân khí nâng nâng, nữ hài chậm rãi lơ lửng, yên tĩnh đứng ở giữa không trung, hai mắt lại nhắm nghiền, giống như là một mỹ nhân ngủ say. Được rồi, ta sẽ nhìn thoáng qua. Nguyên thần của thẩm khuyết thoáng qua một cái, lập tức lan tràn tới phía ngụy Như Yên. Trong mắt hiện ra một đạo sát khí, có một đạo ý niệm rất nhỏ lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong cơ thể nữ hài hắn muốn nhờ danh nghĩa điều tra chém giết chết nữ hài này một khi cái tên gia hòa này chết rồi nói cho dù là có dễ nghe thì cũng chính là giả dối thôi cái gì mà tổ sư khai phái cái gì mà tiên thiên độc thể ấy, tất cả không coi vào đâu hết sau khi hoàn thành vẫn có thể đẩy cho lâm giang hải nói hắn là bởi vì ngụy trang tiên thiên độc thể dùng độc quá mạnh cho nên hại chết nữ hài này rồi dù sao, nữ hài này khi mà xuất hiện liền đã ở vào bên trong trạng thái hôn mê, cho dù là có chết thật lại cũng chẳng ai có thể tranh luận được. Động tác của hắn cực kỳ nhỏ bé, Lâm Giang Hải cũng lại chẳng nghĩ tới, đường đường là độc điện hữu hộ pháp sẽ hèn hạ như vậy, trước mặt mọi người lại tàn sát tổ sư khai phái, bởi vậy cũng lại chẳng phát hiện ra hắn mờ ám. Đạo ý niệm này vừa tiến vào bên trong cơ thể nữ hài, thời gian nháy con mắt liền đã tuôn qua thức hải. Hắn chính là một độc sư cửu tinh, thực lực dĩ nhiên đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường, Mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, trình độ cường đại ngay cả Thánh vực ngũ trọng, lục trọng vẫn có thể chống chọi lại được. Đi vào chỗ sâu nhất trong thức hải, sau đó chứng kiến một nữ hài yên tĩnh lơ lửng trong đó, hai mắt nhắm nghiền, thân thể liên tục tàn mát ra độc khí rất nhạt. Quả nhiên là tiên thiên độc hồn thể sao? Đồng tử có một chút co rút, sắc mặt đạo ý niệm này của Thẩm Khuyết lại càng thêm khó coi tiên thiên độc thể đã rất là khó tìm rồi hơn nữa tiên thiên độc hồn thể nếu như mà nữ hài này sống sót coi như là chính hắn có thể kế thừa được điện chủ cũng sẽ ngồi không lâu bên trên đó liền phải nhường chỗ cái loại người này thực sự là rất đáng sợ học tập dùng độc mà nói tuyệt đối sẽ tiến triển rất nhanh thực lực tăng lên cùng lại sẽ nhanh hơn khiến cho người ta phải tặc lưỡi mặc dù là thực lực như hắn ở trước mặt đối phương cũng lại chẳng có bất cứ ưu thế gì đáng nói không được vì vị trí này ta đã chuẩn bị đến vài trăm năm ta sẽ không để cho ngươi cướp đi được, mặc kệ ngươi là ai. Ánh mắt rét lạnh, thầm khuyết thấp giọng hô, bàn tay hóa thành lợi kiếm, thẳng tắp chém tới phía nữ hài. Kiếm quang như điện, mang theo băng hàn chỉ ý, đừng có mà nói chỉ là nữ hài trong tư thế mê ngủ, coi như là nàng có thanh tỉnh, vậy thì khẳng định cũng lại ngăn cản không được. Mắt thấy kiếm quang sẽ phải bổ chúng trên người nữ hài, đột nhiên có một đạo khí tức cường đại từ thức hài của Ngụy Như Yên chuyển tới. Ngay sau đó, lực lượng mãnh liệt hiện ra, ngăn trở kiếm quang bên ngoài, cái gì đồng tử của thẩm khuyết co rút sau đó hắn chứng kiến một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt cùng là một đạo ý niệm tuy không phải là nguyên thần lại mang theo khí tức thiên địa nhận thức làm cho người ta cảm giác vững chắc như bản thạch thi, 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 thiên nhận danh sư ngươi người là khổng sư sắc mặt trầm xuống thẩm khuyết lại càng thêm hoảng sợ không nghĩ tới ở chỗ này hắn lại có thể gặp được một đạo ý thức khác hơn nữa còn là thiên nhận danh sư để cho hắn không thể nào tin nổi trong lịch sử, thiên nhận danh sư chỉ có đúng một vị, đó chính là Vạn Thế Chi Sư. Vậy chẳng lẽ, chính là vị trước mắt này sao? <laughs> Dám động thủ với học trò của ta. Chết đi. Ánh mắt đối phương nhau lại, bàn tay chảo một cái. Xung quanh thức hải của nữ hài lập tức vọt tới mấy đạo chân khí vừa thô vừa to, những chân khí này mang theo thiên địa uy áp rất mãnh liệt, tựa như là thiên địa trừng phạt. Không, không. Đồng tử của Thẩm Khuyết co rút, hắn đang muốn giải thích, dĩ nhiên là không còn kịp đoạn ý thức này tự như là dầu nóng dính vào trong hòa tinh trong nháy mắt hừng hực và thiêu đốt kêu thảm lại cũng chưa phát ra đã bị thiêu cháy thành cho một đoạn ý thức đã bị triệt tiêu thẩm khuyết bên ngoài dò xét ngụy như yên sắc mặt lại trắng bệch phun ra một ngụm máu lớn đây chính là nguyên thần của hắn lặng lẽ xé ra một đạo ý niệm bị người ta chém giết coi như là bản thể cũng không kịp phản ứng đã bị thương nhẹ thẩm hộ pháp không nghĩ tới tân điện chủ này mình ủng hộ chỉ là dò xét qua nữ hài này liền đã trực tiếp thổ huyết vương tôn giả cùng với hà tôn giả vội vã đi tới trước mặt đang muốn hỏi thăm thật rõ ràng liền chứng kiến trong hai mắt của độc điện hữu hộ pháp tràn đầy về hoàng sợ giống như là hắn đã từng nhìn thấy một quái vật đi mau đi mau sắc mặt trắng bệch thẩm khuyết xoay người muốn chạy vẫn còn không có kịp bay lên liền đã cảm thấy có một cỗ khí tức vô địch từ trên thân nữ hài phát ra giống như là thiên địa sụp đổ làm cho người ta cảm giác vô luận ẩn nấp đến chỗ nào cũng không thể nào tránh né. Nữ hài lại chậm rãi lơ lửng, mái tóc đen nhánh không gió mà bay, tung bay dựng lên, hai mắt lại nhắm chặt, phối hợp với liên tục tỏa ra độc khí, làm cho người ta cảm giác cực kỳ yêu dị. Dùng nguyên thần đánh lén hồn phách của ta, hiện tại lại còn muốn chạy sao? Ngươi cho rằng còn đi được đâu? Một thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lại mang theo ý niệm làm cho người ta không cách nào có thể phản kháng, nghe không ra là nam hay nữ nhưng mà rơi vào trong tay, lại giống như là sấm sét nổ tung, kìm lòng không được sinh ra khủng hoảng. Đánh lén sao? Thẩm hộ pháp đây không phải là điều tra, mà là trực tiếp đánh lén. Dưới đài tất cả mọi người lại xứng sờ, lần nữa lại nhìn qua về phía thẩm khuyết, sắc mặt giận dữ. Vốn lại còn tưởng rằng hắn thực sự là điều tra nữ hài này có phải là tiên thiên độc thể hay không. Không nghĩ tới, hắn lại có ý muốn giết người. Thẩm khuyết, người Lâm Giang Hải lại tức giận bạo tạc, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Đối phương ở dưới mí mắt của hắn là động thủ, như thế mà hắn lại chẳng phát hiện ra. Nếu như mà tổ sư thực sự lại có sự tình gì thì hắn bây giờ làm sao mà bàn giao? "Ta, ta." Sắc mặt thầm quyết lại càng trắng nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn qua nữ hài lại cắn răng nói, "Ta, ta chỉ là muốn thăm dò, không phải là ta muốn tới giết chết ngươi." Thăm dò? Bồn tọa sống tới mấy vạn năm, tự tài sáng lập ra độc điện, cần một ván bối như người tới thăm dò sao? Người tính là thứ gì? Ánh mắt nữ hài đóng chặt như trước, thân thể từng bước một từ trên không trung đi xuống. Mỗi một bước áp lực bạo tăng gấp đôi, thẩm khuyết lại chỉ cảm thấy da đầu tràn đầy mồ hôi, cả người đúng là sắp chịu không nổi. Hắn là độc sư cựu tinh, thực lực dĩ nhiên đã tới tình trạng làm cho người ta hoảng sợ. Nhưng mà cường đại ra sao, trước mặt đối phương lại giống như là một con rối, không có một chút nào năng lực phản kháng ta Thẩm khuyết lại nói không ra lời Vừa rồi chỉ lại thoáng qua một cái Đã triệt tiêu ý thức của hắn Thực lực của đối phương tuyệt đối vượt xa mình Mấu chốt nhất là lại còn hoài nghi đối phương là khổng sư Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra Không có một chút nào lực lượng phản kháng Năm đó Bồn tọa tung hoành đại lục Không ai dám tới tìm phiền toái Người Một hậu bối Được ta truyền thừa Lại vẫn dám động thủ với ta sao Thực sự là to gan nữ hài lên tiếng lần nữa giống như là tiếng sấm rền từng chữ từng chữ lại đâm thủng vào bên trong màng nhĩ khiến cho người ta không biết phải trả lời ra sao tiền bối ta lại thực sự không có muốn động thủ với ngươi ta chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi thực sự là ai thẩm khuyết vội vã trả lời vậy hiện tại ngươi đã biết ta là ai chưa khuôn mặt nữ hài rất băng lãnh ngươi đến tổ cùng là kẻ nào ở chỗ này giả thân giả quấy Thẩm khuyết vẫn còn chưa trả lời, vương tôn giả đã nhịn không được lần nữa ngửa đầu quát lớn. Hắn không có trải qua một màn bên trong cơ thể của ngụy Như Yên, cũng lại chẳng biết được vị trước mắt này đáng sợ thế nào. Bởi vậy, hắn ở đây xem ra, đối phương coi như là khí tức không kém, nhưng mà bằng vào thực lực của hắn đây, hoàn toàn có thể chống chọi lại, đâu có coi vào đâu. <laughs> Ta là người thế nào? Nữ hài lạnh lùng cười. Một quyển sách từ trong mi tâm bay ra, càng biến càng lớn, thời gian nháy con mắt thì lớn hơn vài trăm thước, mang theo thiên đạo uy áp nồng đậm khiến cho người ta toàn thân bị giam cầm ngay cả lực lượng chạy trốn cũng lại không có thoáng một cái vị vương tôn giả này còn không kịp phản ứng đã bị ngay tại chỗ nện thành một cái bánh thịt hiện tại đã có thể biết ta là ai rồi chứ một sách đập chết vương tôn giả nữ hài chắp tay sau lưng người sau lại bay giữa bầu trời giống như yêu như thần tổ sư xin hãy tha mạng đồng tử co rút thẩm khuyết và hà tôn giả vội vã quỳ dạp trên mặt đất hết chương chương 2047 2048 khải linh sư vương tôn giả cũng giống như bọn họ đều là độc sư cửu tinh không nói dùng độc thực lực đã sớm đạt tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng ra một chiều đập chết ngay cả nguyên thần cũng lại không có đào thoát cái loại thực lực này bóp chết bọn hắn đoán chừng cũng giống như là bổ dưa thái rau tiên thiên độc thể là còn thêm độc hồn thể. Có cái loại thực lực đó, ngoại trừ tổ sư, thực sự lại nghĩ không thông, đây là ai? Không chỉ là thẩm khuyết và hà tôn giả sợ tới mức độ phải quỷ xuống, mà hết thầy độc sư của độc điện, tất cả lại sắc mặt trắng bệch không dám nhiều lời nửa câu. Bồn tòa không có hy vọng, còn có người chất vấn ta và có thêm dị tâm. Vương tôn giả này chính là một tấm gương cho các ngươi hừ lạnh một tiếng nữ hài khoát tay áo lại quay đầu nhìn hai người thần khuyết không có bất cứ biểu lộ gì hiến tế linh hồn ta có thể tha cho các người không chết vâng thẩm khuyết và hà tôn giả nào dám nói nhảm vội vã hiến tế ra linh hồn đối phương chém giết vương tôn giả giống như là giết gà nhẹ nhõm giết chết bọn hắn cũng ở trong một cái búng tay thôi phí quá nhiều sự tình rồi còn ngươi tìm toàn bộ độc sư cửu tinh của độc điện tới giúp ta kích hoạt thể chất. Ta phải mong chóng một chút khôi phục lại thực lực. Thu linh hồn đối phương hiến tế, tương đương với triệt để nắm giữ sinh mệnh của đối phương trong tay, không sợ hậu phản kháng. An bài xong hết thầy, liền lại truyền âm cho Lâm Giang Hải. Vâng. Vừa rồi, Lâm Giang Hải đã nghe được đệ tử Bạch Đình nói cho biết, không có quá nhiều sự do dự, lập tức triệu tập hết thầy độc sư đã tới cửu tinh, cũng là giúp đỡ nữ hài mở ra thể chất, không chế độc thể. Làm xong những điều này, nữ hài lần nữa rơi trên mặt đất, hai mắt vẫn nhắm nghiền tiếp tục mê man nhưng bất quá đã có một màn vừa rồi tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía đối phương tràn đầy sự sung bái và kính sợ không ai dám động tâm tư không đúng đắn hết thể độc sư cửu tinh của độc điện đồng loạt ra tay hỗ trợ kích hoạt trần áp tiên thiên độc thể ba ngày sau ngụy như yên tỉnh táo lại một chút ngồi ở trên bảo tọa cao nhất của độc điện đại biểu cho điện chủ nhìn về phương xa siết chặt tú quyền những ngày này tuy rằng hôn mê nhưng lão sư vì nàng mà nhìn thấy tận mắt mạo hiểm đi vào bên trong độc điện thậm chí ngay cả đưa tới nơi này sẽ nguy hiểm cũng đã sớm tính toán tốt lưu lại một ý niệm hỗ trợ tiêu trừ ân tình đó to lớn để cho nàng thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp lão sư như yên nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của người Như tới dáng tươi cười ấm áp của lão sư và khí chất cao nhã hốc mắt của nguyễn như yên lại phím hồng trong lòng phát ra một lời thề vốn là còn tưởng rằng vừa ra đời mẫu thân đã chết hiện tại phụ thân cũng lại chẳng còn ở đây cả ngày thừa nhận sự thống khổ không có qua một ngày nào được tốt lành là trời xanh đã cho nàng sự trừng phạt nhưng hiện tại xem ra chỉ là bởi vì để cho nàng gặp được một vị lão sư tốt như vậy đó mới chính là lão sư chính thức vì đệ tử mà suy nghĩ cam tâm trả giá hết thầy có một người thầy như vậy người còn đòi hỏi gì không nghĩ tới đạo ý niệm đó vẫn còn phải dùng ra độc điện này quả nhiên so với ta suy nghĩ lại còn muốn nguy hiểm hơn phi chu vừa tới bên ngoài thanh nguyên đế đô trường huyền đã cảm ứng ra được ý niệm lưu lại bên trong cơ thể của ngụy như yên tiêu hao hầu như là không còn gì nhịn không được lắc đầu khi trước lưu lại một ý niệm cùng với thiên đạo chi thư chính là sợ người độc điện gây ra phiền toái chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao độc điện không giống với danh sư đường chú ý quy củ ở chỗ này chỉ có thể dùng thủ đoạn cường lực nhất mới có thể làm cho người ta tin phục hiện tại xem ra đúng là sớm có sự chuẩn bị nếu như không học sinh của mình vô cùng có khả năng sẽ sống không được tuy rằng cụ thể đã xảy ra chuyện gì khoảng cách quá xa không hiểu rõ được tình hình nhưng mà thiên đạo tri thư thi triển ra còn ngụy như yên khẳng định đã an toàn thứ này tế ra đừng có mà nói là độc sư cửu tinh coi như có là danh sư cửu tinh đi chăng nữa chỉ sợ cũng không thể nào đỡ nổi trấn nhiếp mọi người bên trong tổng bộ độc điện cũng lại không khó lắm Viện trưởng, Phùng Chiến Sư, Giang Chiến Sư tới đang trầm tư lại chỉ thấy nhược hoan công tử đi tới trương huyền lại ngẩng đầu nhìn qua quả nhiên thấy đám người phùng huân cùng với giang nguyên bay tới trương huyền cũng đứng dậy đón hơn một tháng trời không gặp phùng huân đã thành công đột phá đến nguyên thần cảnh lực lượng so với trước kia lại càng thêm trầm ổn càng thêm hùng hồn xem xét liền đã biết bên trong khoảng thời gian này hắn hạ không ít công phu còn giang nguyên hắn triệt để củng cố tu vi nguyên thần cảnh sơ kỳ ý niệm trở nên cứng cáp hơn, xem ra đã bị thiên diệp vương phụ thể, biết rõ linh hồn của hắn là điểm yếu, tận lực tăng cường. Trường vệ trưởng, các người rốt cục đã tới rồi. Phùng Huân nở nụ cười. Đối phương cưỡi phi chu cực kỳ lớn, hơn nữa thánh thú phi hành cấp bậc cũng lại chẳng cao, tốc độ tự nhiên so ra lại kém với bọn hắn. Như vậy vừa vặn, hơn một tháng trôi qua, mọi người chiến sư đường lại biết rõ sự tình của Hồng Viễn học viện, tất cả đã sớm có sự chuẩn bị, tù luyện kích tình, tăng vọt trước đó chưa từng có. Ngắn ngủi trong thời gian hơn một tháng, sức chiến đấu chỉnh thể của toàn bộ chiến sư đường của họ cũng đã bạo tăng trong một đoạn lớn, để cho đường chủ cũng phải tràn đầy sự vui mừng. Chiến sư đường chuyên môn về các người chuẩn bị địa phương nghỉ ngơi rồi. Chúng ta sẽ đi qua đó. Giang Nguyên mời. Vậy được. Không chế thánh thú, Phi Chu lần nữa chậm rãi bay lên. Không bao nhiêu lâu sau, ở dưới hai người Giang Nguyên chỉ điểm đến một trang viên rất lớn, diện tích bao la, chừng trên trăm mẫu, mặc dù rằng Trương Huyền mang đến rất nhiều đệ tử, nhưng mà cũng có thể nhẹ nhõm mà ở lại. Trương Viện Trưởng, giáo lưu hội quyết định tại 3 ngày sau. Tới khi đó, chiến sư đường của chúng ta sẽ tổ chức nghi thức long trọng hoan nghênh các người tới. An bài tốt hết thầy, Phùng Huân nói. Được, vậy thì làm phiền Phùng chiến sư đi. Trương Huyền gật đầu. Mình mang rất nhiều đệ tử như vậy, đường xa mệt nhọc, trên đường đi lại cực kỳ vất vả. Như thế nào cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, đối phương cấp cho bà ngày thời gian đã là hòa hoãn lắm rồi, xem ra cũng phải sớm có sự chuẩn bị đi. Xác định xong xuôi thời gian trao đổi, hai người phùng huân lại đứng dậy cáo từ. Bọn hắn đi rồi, Trường Huyền lại gọi mi trưởng lão tới. Người để cho đệ tử chăm chỉ tu luyện đi, phải điều chỉnh trạng thái, ngành đón ba ngày sau, tiến hành trao đổi. Bây giờ ta phải đi ra bên ngoài một chuyến. Cùng với chiến sư đường trao đổi, mục đích chủ yếu nhất là ở chỗ để cho các học sinh tăng trưởng kiến thức. Cho dù là có bại, cũng lại không coi vào đâu vô luận là tu luyện cái gì không có khả năng thuận buồm xuôi gió vẫn luôn luôn là chiến thắng thỉnh thoảng thất bại một chút cũng phải có trợ giúp tâm cảnh tu luyện và lắng động thêm không nói tới những người khác nói thì chính là hắn cũng không phải là thường xuyên thua phân thân bị đánh rất là bi thảm đó sao nhiều lần đạo sức như vậy một lần cũng lại không thắng được qua giống nhau không có mất đi lòng tin trái lại mình phải có ý chí chiến đấu sục sôi phải tăng thêm càng nhiều động lực hơn mới được nghe được hắn muốn đi ra bên ngoài mì trưởng lão lại gật đầu có một chút hơi lo lắng nhìn qua. Viện trưởng, đây là đế đồ của thanh nguyên phong hào đế quốc đó, cao thủ nhiều như mây. Thời điểm mà ngươi đi ra bên ngoài, nhất định phải cẩn thận làm việc, không có nền quá lỗ máng. Nếu như không, dẫn xuất thêm phiền toái. Chúng ta đây cũng lại không có cách nào. Vị viện trưởng này của bọn hắn, ám hiểu nhất là cái gì, hắn biết cực kỳ rõ. Tuy rằng thiên phú vô song, làm người khá chính trực, nhưng mà biệt tài của hắn là phá hoại bên trong hồng viễn đế quốc bọn hắn nắm giữ chức vị cao xảy ra chuyện gì vẫn có thể lấp liếm che đi nhưng mà ở nơi này địa vị của bọn hắn là cái thá gì cũng lại nói không ra tên hết thầy phải cẩn thận cho thỏa đáng mọi người chỉ là tới đây trao đổi chớ chọc ra đại phiền toái cuối cùng làm sao có thể kết thúc chứ được rồi yên tâm đi lần này đi ra ngoài chỉ là vì tìm kiếm phương pháp chữa trị kim nguyên đỉnh tuyệt đối sẽ không gây chuyện đâu thấy đối phương lo lắng trương huyền im lặng lắc đầu hắn làm chuyện gì luôn luôn rất là có đúng mực như thế nào ở trong lòng của mọi người lại lưu lại ấn tượng không có chịu nổi như thế chứ? Cứ như là hắn là vua phá hoại ấy. À, người nói như vậy là được rồi. Mì trưởng lão lại nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm điều gì. Tuy rằng cái câu trả lời này của hắn cũng lại không quá đáng tin, nhưng mà dù sao, đối phương cũng là viện trưởng của mình. Xem như là trưởng lão nhắc nhở trong một câu thì đã kết thúc bản phận rồi. Nói nhiều hơn, lại có một chút đi quá giới hạn. Đi ra khỏi trang viên, Trường Huyền lại tìm người hỏi thăm vị trí của luyện khí sư công hội. Hắn đi tới. Kim Nguyên Đỉnh vì cứu mọi người mà lâm vào bên trong ngủ say, đến tận bây giờ nó vẫn không chịu thanh tỉnh. Là một người chủ nhân, vậy tự nhiên phải tìm kiếm phương pháp mà giải cứu nó. Vẫn còn chưa tới luyện khí sư công hội, có một kiến trúc kỳ lạ xuất hiện trước mặt, cao vút trong mây, giống như là một tòa tháp cao, nhất là cái đỉnh, lộ ra cực kỳ dài nhỏ, giống như là cổ của thiên Nga, cong cong thả xuống. Khải Linh Sư Công Hội Khải Linh Sư là cái gì? Nhìn thoáng qua bảng hiệu tên kiến trúc Trường Huy lại tràn đầy sự kỳ quái Hắn biết không ít chức nghiệp Nhưng mà chưa từng nghe nói qua Khải Linh Sư Vị thiếu gia này là có vật phẩm gì cần mở linh tính sao? Chỉ cần 10 viên linh thạch trung phẩm thôi Ta sẽ dẫn đường cho ngươi Giới thiệu Khải Linh Sư tốt nhất Cảm đoan không cho ngươi tiêu tiền uổng phí đâu Đang kỳ quái Chỉ thấy một gã sai vặt chạy tới đây là một thiếu niên 16-17 tuổi, tu vi của hắn chỉ có hóa phàm nhất trọng thôi, đôi mắt cứ đen thui nhưng mà cực kỳ lanh lợi. Trương Huyền tiện tay ném ra 10 viên linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm đối với hắn hiện tại mà nói đã không coi vào đâu nữa, phí nhiều hơn nữa thì cũng đâu có đau lòng. Nếu như mà cái tên gia hỏa này quen thuộc, vừa vặn lại có thể hỏi thăm. Khải Linh Sư cũng là một chức nghiệp đặc thù. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi. Thiếu gia xem xét, liền biết ngay, không phải là người của thanh nguyên đế quốc à. Nghe hắn nói ra lời này, gã sai vặt lại cười. Ừ, ta là từ Hồng Viễn Đế Quốc tới. Trương Huyền gật đầu. Hèn chi, vừa tới thành Nguyên Đế Quốc, rất nhiều người không biết Khải Linh Sư là cái gì, thậm chí là còn chưa từng nghe nói qua. Gã sai vặt lại cười cười, tiếp tục giải thích. Khải Linh Sư, nghiêm khắc trên ý nghĩa thì không tính là chức nghiệp đặc thù, nhưng mà bất quá, chức nghiệp vô cùng nổi tiếng tại thanh nguyên đế quốc của chúng ta. Không biết bao nhiêu người mộ danh đến đây, thậm chí ngay cả người danh sư đường cũng phải tới để mà bái phòng đó. Cực kỳ náo nhiệt. Trưởng Huyền lại nhìn qua. Vậy, cái chức nghiệp này lại có thể làm ra cái gì? Ngay cả danh sư mà cũng phải tới đây bái phòng, coi như không phải là chức nghiệp đặc thù thì tất nhiên cũng phải có chỗ đặc thù của nó thực sự giống như là trước kia gặp qua người dưỡng thuốc. Dù rằng không có hình thành chức nghiệp truyền thừa thì cũng phải biết là nó có sự lợi hại, đối với dược vật đào tạo lại có năng lực đặc biệt. Còn đối với dược sư cùng với luyện đan sư mà nói cực kỳ trọng yếu, không có dám khinh nhờn. Khải Linh Sư, tên như ý nghĩa, mở linh tính cho vạn vật đó. Gã sai vật lại nói, Thực sự có một chút giống như là tu luyện giả đã tới chọc thanh cảnh bởi vì tu luyện quá mạnh mẽ, rất là khó có thể đi vào bên trong hợp linh cảnh, Lúc này chỉ cần tìm ra được Hải Linh Sư, tiến hành dẫn dắt cũng rất là nhanh có thể nắm giữ được bí quyết, đi vào bên trong tầng thứ cao hơn. Cũng lại là có một chút binh khí, mất đi linh tính, Khải Linh Sư vẫn có thể trợ giúp mở ra linh tính để cho nó lần nữa khôi phục lại. Đây thực ra là một loại chức nghiệp phụ trợ, lại có thể để cho người ta đi vào ý cảnh đặc thù, để cho linh hồn đã được rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Điều này, vậy ý của người là cái chức nghiệp này lại có thể khiến cho linh tính của binh khí ngủ say một lần nữa thức tỉnh sao? Trường huyền ánh mắt lại sáng rực. Đương nhiên, linh tính của binh khí ngủ say, những cái chức nghiệp khác làm đâu có được. Khải linh sư khẳng định vẫn có thể làm cho thức tỉnh. Bọn hắn đối với linh hồn nghiên cứu cực kỳ cao minh. Gã sai vặt lại giải thích. Ừ, được rồi. Vậy thì người dẫn ta đi vào. Trường huyền vội vã gật đầu, hắn đi luyện khí sư công hội mục đích chính là muốn giúp kim nguyên đỉnh khôi phục lại linh tính nếu như mà khải linh sư này vẫn có thể làm được vậy thì không cần phải đi nơi đó à, vậy thiếu già người lại có bình khí linh tính lầm vào bên trong ngủ say sao gặp hắn nói như vậy gã sai vặt lại hỏi bình khí linh tính cũng giống như là vu hồn theo thời gian kéo dài hoặc là chiến đấu nó sẽ biến mất triệt tiêu không ít bình khí lợi hại bởi vì như vậy uy lực đã giảm đi rất nhiều luyện chế lại một lần nữa mà nói, tuy rằng có thể lần nữa sinh ra linh trí, lại sẽ ảnh hưởng tới kết cấu vốn có, thậm chí có thể để cho cấp bậc bị rút lui, trở nên xa xa không bằng trước. còn có nữa đó chính là một ít linh trí lợi hại, lại không muốn thần phục chủ nhân nữa, liền đã cần gạt bỏ, đổi đi một ý nguyện khác thần phục. lúc này phải đi tìm khải linh sư để cho đối phương hỗ trợ mở ra linh trí lần nữa, như vậy bình khí khôi phục lại uy lực, lại không đến mức độ tổn thất tính năng. ừm, trương huyền gật đầu. Vậy không biết là loại binh khí cấp bậc thế nào Cấp bậc bất đồng Cần đẳng cấp khải linh sư cũng lại không giống nhau đâu Gã sai vặt lại chân thành nhìn qua Đây là Thánh khí trung phẩm Trường Huyền nói Hết chương Chương 2049-2050 Hứa phó hội trưởng Thánh khí trung phẩm Gã sai vật lại càng hoàng sợ hơn thánh khí bình thường là cường giả thánh vực mới có thể có đạt tới trung phẩm càng là cực kỳ hiếm thấy coi như là thương mang kiếm của hoàng đế thanh nguyên đế quốc cũng chỉ là cái loại cấp bậc này thôi chỉ cần xuất thế đều phải dẫn tới vô số cường giả phải tranh đoạt với nhau vốn là còn thấy hắn là một người rất trẻ tuổi tối đa nhất chính là linh khí tuyệt phẩm cũng lại không tệ rồi con nằm mờ cũng không nghĩ tới hắn có được cái loại pháp bảo cấp bậc đó sao ừ, vậy vị thiếu gia này là danh sư á nhìn không được hắn nhìn qua ừ trương huyền lại gật đầu có một chút kỳ quái làm sao mà người biết hắn đây cũng đâu có mặc quần áo và trang sức đặc thù đâu cũng đâu có tỏa ra khí tức của danh sư đối phương làm sao có thể biết được chứ nếu như không phải là danh sư lại có được các loại cấp bậc thánh khí đó khẳng định đã sớm có người xuất thủ tranh đoạt rồi gã sai vặt lại cười khổ thánh khí trung phẩm toàn bộ cái thanh nguyên đế quốc này cũng chỉ là siêu cấp bảo vật mà thôi. Một khi mà để lộ ra tin tức, vậy rất nhiều người sẽ muốn đạt được của ngươi. Há là một vị tu luyện giả trẻ tuổi như thế mà có thể thủ hộ cho nó. Trừ phi, người là danh sư. Có danh sư đường bảo hộ, vậy thì không có người nào dám đánh chủ ý tới danh sư. Ừ. Trương Huyền gật đầu, hắn đã hiểu ra. Chuyện này chắc chắn có thể suy ra được nếu như không phải là danh sư dọc theo con đường này không ít người đã ngấp nghé tốc độ tu luyện của hắn cùng với công pháp phiền tòa đã sớm theo nhau mà tới rồi làm sao có thể đi tới tận nơi này chứ danh sư không chỉ là một loại trách nhiệm mà là một sự ô dù khá lớn thánh khí trùng phẩm lại cần phải có khải linh sư thất tinh mới có thể thức tỉnh được linh trí trong đó toàn bộ công hội đạt tới cái loại cấp bậc này tổng cộng chỉ có đúng ba vị thôi theo thứ tự chính là hội trưởng cùng với hai vị phó hội trưởng chỗ bọn hắn cũng lại tương đối vắng vẻ. Vậy ta sẽ mang người tới để xin phép. Biết rõ đối phương là danh sư, gã sai vặt lại không có bất cứ vấn đề gì, lại tiếp tục dây dưa nói. Trường Huyền đáp một tiếng, vẻ mặt lại có một chút kỳ quái. Khải Linh Sư cũng giống như là những chức nghiệp khác, chia ra rất nhiều đẳng cấp sao? Thì cũng là chia ra đẳng cấp, nhưng mà bất quá thấp nhất là tứ tinh. Gã sai vặt lại giải thích. Sao? Thấp nhất là tứ tinh? trương Huyền lại không hiểu gì, thì những chức hiệp khác ở trên cơ bản đều là từ nhất tinh đến cửu tinh, nhưng mà Khải Linh Sư lại không giống. Kết thúc học độ khảo hạch thì chính là tứ tinh rồi. Gã sai vặt nói, Kỳ thực đây là bởi vì phối hợp những chức nghiệp khác mới có xưng hô, nhưng mà trên thực tế, cấp bậc chính thức của bọn họ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp đối ứng tứ tinh, ngũ tinh, trung cấp lại đối ứng với lục tinh, thất tinh, cao cấp thì đối ứng với bát tinh và cửu tinh. Nhưng mà phân chia như vậy mà nói, cùng với những chức nghiệp khác, cấp bậc lại là chia lìa, Ngược lại đúng là không tốt. Ờ. À. Suy tư, Trương Huyền đã hiểu, liền lụy đến linh tính, linh hồn đã nói tới tu vi ít nhất phải đạt tới thánh vực ngũ trọng hợp linh cảnh, tu vi như vậy đã đạt tới danh sư tứ tinh đỉnh phong, nửa bước ngũ tinh. Nếu như mà lại từ nhất tinh bắt đầu xếp đặt mà nói, cũng giống như là lúc trước, chức nghiệp khác lại hoàn toàn không có biện pháp móc nối, tự nhiên phải từ tứ tinh lại bắt đầu. Trên cõi đời này có các loại chức nghiệp không biết bao nhiêu, thiên kỳ bách quái, quy định cũng lại rất nhiều. Thực sự cũng giống như là khi trước đã từng nghe nói qua thiên cơ sư, suy diễn ra thiên cơ, xác định được họa phúc. Cần đối với thiên địa đại đạo, sớm tối họa phúc quân lý giải mới được, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới thánh vực. Cấp bậc nhập môn tự nhiên phải cao hơn, thậm chí trực tiếp tới thất tinh. Khải linh sư thất tinh bên trong miệng đối phương, trên thực tế gọi là khải linh sư trung cấp, tu vi chỉ sợ thấp nhất cũng đạt tới thánh vực nhị trọng. Đi theo sát sau lưng gã sai vật, hắn đi vào bên trong đại điện vừa đi vừa hỏi thăm rất nhanh đối với công hội này cũng lại hiểu rõ nhất định công hội hội trưởng cùng với phó hội trưởng đều đã tới cường giả nguyên thần cảnh tu vì bản thân ở toàn bộ thanh nguyên đế đồ cũng được cho là đứng đầu đại điện rộng lớn liếc mắt nhìn qua có không ít tu luyện giả xếp hàng chờ đợi khải linh sư hỗ trợ rèn luyện hồn phát tăng lên thực lực của mình ta đến bây giờ vẫn còn không có bước vào bên trong hợp linh cảnh thủy trung cảm giác không có thấy được linh hồn mong rằng lại có thể được chỉ điểm có một vị tu luyện giả chọc thanh cảnh đi vào trước mặt một thanh niên nói. Được rồi, ngồi xuống đi. Thanh niên gật đầu, lại chỉ về phía trước. Tu luyện giả chọc thanh cảnh vội vã ngồi cách đó không xa. Chờ đợi hắn ngồi vào chỗ của mình, thanh niên lại nhướng mày, bàn tay nhấn lên trên mặt đất một cái. Có một đạo hào quang lập tức lan tràn ra, hình thành một khe hở bào phủ. Thể xác và tinh thần buông lỏng. Thanh âm nhạt nhạt chậm rãi vang lên, thanh niên tự như là mang thêm một loại ma lực và dụ hoặc rất đặc thù tu luyện giả trong thanh cảnh kìm lòng không được nhắm mắt lại, giống như chìm đắm bên trong một loại ý cảnh nào đó. Đây là kích thích linh hồn sao? Để cho đối phương quan sát được lực lượng hồn phách, thuận tiện đột phá sao? Hả? Đúng là lợi hại mà. Nhìn thấy một màn này trong mắt, ánh mắt Trương Huyền lại sáng rực. Khi trước được nghe giới thiệu lại còn tưởng rằng Khải Linh Sư chỉ là một loại thủ đoạn đặc thù nào đó để mà kích thích linh hồn thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái chức nghiệp này có một chút tương tự với vô hồn sư, người sau là thông qua thủ đoạn đặc thù mà tu luyện bản thân, nhưng người trước thì lại thông qua kỹ xảo tăng cường cho người khác. Lấy tu vi luyện giải Trọc Thanh cảnh đó làm thí dụ, khi trước hắn cảm ngộ ra không tới hồn phách, liền không cách nào có thể đi vào bên trong hợp linh cảnh, nhưng mà bị đối phương kích thích, linh hồn sẽ trở nên cường đại hơn, lại có thể tự nhiên vận dụng lực lượng bên trong đó, khoảng cách đột phá đúng là không xa. Đang suy tư, quả nhiên thấy cường giải Trọc Thanh cảnh thét dài một tiếng, khi tức ở trên thân cấp tốc gia tăng, dĩ nhiên dòng ngõ linh hồn đột phá tới tứ trọng. Đúng là cũng khó trách. Người người lại muốn tới một đế quốc cao đẳng hơn. Gặp gỡ qua, đúng là quả nhiên. Tiến bộ hơn không ít. Chứng kiến vị kia là từ khải linh sư bắt đầu mở linh tính tới đột phá, cũng không tới vài phút. Trường huyền lại nhìn không được cảm khái. Những địa phương như là vạn quốc liên minh, hợp linh cảnh chính là đạo khảm lớn nhất. Vô số người dùng cả đời cũng khó có thể thành công. Nhưng ở chỗ này lại đơn giản như vậy cái chức nghiệp quỷ quái này quả nhiên không giống với bình thường. Nhưng bất quá, dù rằng tất cả mọi người đã biết rõ, cao đẳng đế quốc kỳ ngộ khá nhiều cũng không phải là bất luận kẻ nào vẫn có thể đi vào được. Không nói từ vạn quốc liên minh tới chỗ này, một đường không biết có bao nhiêu sự nguy hiểm, chỉ nói giá cả mở ra linh trí cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Chọn vẹn là một viên linh thạch thượng phẩm. Cái loại giá cả đó, coi như là phủ minh chủ của vạn quốc liên minh cũng lại cầm không ra. Hơn nữa, các loại điều kiện hạn chế, thực sự giống như là Dubai kiếp trước, Người người đều biết là nơi này có thể kiếm tiền Nhưng mà vô dụng thôi Không có đạt được tới cấp bậc nhất định Tiền nhiều hơn đi chăng nữa Thì cũng đúng là kiếm không đến Ừ, được rồi Hôm nay danh ngạch đã tới Ta phải cần nghỉ ngơi Muốn tới tìm ta 10 ngày nữa hăng tới Vị tu luyện giả trong thanh cảnh trước mắt đột phá Sắc mặt của thanh niên cũng đã trở nên hơi trắng Tự như là hơi hư thoát Khải linh sư mở linh tính ra một lần Đối với linh hồn của mình tiêu hao rất là lớn một lần nhiều nhất là ba người thôi, ít nhất hắn phải nghỉ ngơi tới 10 ngày. Sợ vị thiếu gia trước mắt này không hiểu gì, gã sai vặt lại giải thích. Trương Huyền gật đầu. Hắn là vụ hồn sư, đối với linh hồn, lý giải rất nhiều, tự nhiên vẫn có thể nhìn ra được độ khó khi mà mở ra linh tính. Nghỉ ngơi hơn 10 ngày đã coi như là khôi phục nhanh rồi. Tiếp tục đi về phía trước, chứng kiến có hai khải linh sư giúp đỡ tu luyện giả rèn luyện linh hồn, cũng lại có giúp đỡ binh khí mở ra linh tính, vì có thể có được danh ngạch mở ra linh tính, phải có rất nhiều người thậm chí ra một cái giá rất cao để mua ra vị trí xếp hàng. Chà chà, quả như là kiếm bộn tiền. Xem xét qua, Trường Huy lại nhìn không được cảm khái. Cái chức nghiệp này hoàn toàn chính xác là kiếm bộn tiền. Tu luyện linh hồn không giống với nhục thân. Chân khí thấy được mò được, tu luyện rất dễ. Nhưng hồn phách thì không giống. Một mình tu luyện tương đối phiền toái. Nhưng mà dựa vào khải linh sư lại có thể làm cho hồn phách rất nhanh trở nên cường đại so với một mình tu luyện phải nhanh hơn gấp bội còn có bình khí lợi hại để cho linh tính trong đó thần phục mình cần tiêu phí không biết bao nhiêu lâu có ít người thực sự rất nhiều năm cũng lại làm không được phiền toái như vậy không bằng hãy trực tiếp gạt bỏ đi sau đó mượn tài khải linh sư lần nữa đổi một cái nghe lời chỉ hai cái thứ đó thôi cũng đã đủ để cho chức nghiệp này nóng nảy tới cực điểm rồi phía trước chính là địa phương hứa phó hội trưởng mở ra linh tính đó Nàng ấy mở linh tính ra một lần Giá cả khá là cao Nhất là thánh khí đã tới trung phẩm nữa Vượt qua đám người Đi tới trước một gian phòng rộng lớn Gã sai vật lại ngừng lại Vậy cần khoảng bao nhiêu linh thạch Trương huyền lại biết chắc không rẻ đâu Không có quá nhiều sự nói nhảm Trực tiếp nói Thì là khoảng tầm 100 viên linh thạch thượng phẩm đó Gã sai vật nói Ừ không đắt Trương huyền gật đầu chỉ cần có thể cứu sống được Kim Nguyên Đỉnh, đừng có mà nói là một trăm linh thạch thượng phẩm, coi như là một vạn, hắn đây cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà lấy ra. Cổ tay khẽ đầu lấy ra một trăm linh thạch thượng phẩm đưa tới. Được rồi, người ở chỗ này chờ một chút. Gã sai vật đi vào bên trong gian phòng. Không bao nhiêu lâu sau, lần nữa đi vào trước mặt, trên sắc mặt lại rất vui mừng. Thiếu ra, vận khí của người đúng là không tệ đó. Hôm nay, hứa phó hội trưởng vừa vặn còn thừa lại danh ngạch cuối cùng. Bây giờ chúng ta phải vào ngay, Trường Huyền theo sau lưng hắn đi vào. Gian phòng này chừng trên trăm mét vuông, trung tâm ngồi một mỹ phụ, thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Mặc dù là không có thi triển ra lực lượng, nhưng mà nhất cử nhất động kèm theo khí tức giống như là ngôi sư trước đó, dĩ nhiên đã tới thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh. Hứa phó hội trưởng, đây chính là vị danh sư muốn thánh khí trung phẩm khôi phục lại linh tính. Gã sai vật giới thiệu. Ừ. Hứa phó hội trưởng lại nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn Trương Huyền, vẻ mặt hơi kỳ quái. Người lại sở hữu thánh khí trung phẩm sao? Vị trước mắt này chỉ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, coi như có là danh sư cũng lại không có tư cách nắm giữ binh khí cường đại như vậy được. Đúng như vậy. Trường Huy lại khẽ nhắc cổ tay, đặt kim nguyên đỉnh ở dưới đất. Binh khí của ta ý thức lâm vào bên trong ngủ say. Mong rằng hứa phó hội trưởng lại có thể hỗ trợ đánh thức nó. Ngủ say sao? Hứa phó hội trưởng lại đứng dậy đi vào trước mặt kim nguyên đỉnh, nhìn kỹ một vòng, mày lại nhíu chặt, suy tư một lát ý niệm ngủ say sao vậy người đây là tính toán mở ra ý niệm mới thay thế cho đối phương hay là để cho nó ngủ say thức tỉnh lại để cho bình khí ngủ say khôi phục lại linh tính có hai loại phương pháp thứ nhất một lần nữa ra đời ý niệm mới thứ hai trong lúc ngủ say làm cho thức tỉnh đương nhiên là thức tỉnh lại trương huyền vội vã nói ra đời ý niệm mới chẳng khác nào gạt bỏ kim nguyên đỉnh đi đây chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đi làm cái này hơi có một chút khó khăn đó hứa phó hội trưởng lại lắc đầu đang muốn tiếp tục nói chuyện chuyện nghe bên ngoài vang tới một tiếng đập cửa ngày sau đó thêm một gã sai vật khác đi tới hứa hội trưởng đạo khấu tiền bối nói là muốn người giúp đỡ đệ tử của hắn mở ra linh tính của thai anh trùng kích nguyên thần cảnh đạo khấu sao hứa phó hội trưởng lại lắc đầu người nói cho hắn biết hôm nay ta không còn danh ngạch Lời vẫn còn chưa dứt, có một lão giả đầy thẳng cửa đi vào. Đi theo phía sau hắn, còn có một vị trung niên. Không có danh ngạch sao? Ta nghe nói, hôm nay người mới mở ra linh tính cho hai người. Không phải là còn một người cuối cùng đó sao? Hết chương, Hết tập 252. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên, ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đối thư quán trên kênh MCNA, truyện audio tiên hiệp.